Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á quan chức Việt Nam nhận quà rồi trả lại, dư luận nói gì. Vụ giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bình Phước trả lại quà của công ty Việt Á mới đây đã gây xôn xao trong dư luận tại Việt Nam. Đây là ăn hối lộ, ăn dơ bẩn qua việc cấu kết giữa các cán bộ viên chức nhà nước và doanh nghiệp để ăn trên xương, trên máu của người dân. Chứ quả bánh cái mẹ gì lũ sâu mọt này, bị lộ rồi thì bày đặt trả lại để mong gỡ tội thôi, tiếc đứt ruột luôn. Đó là bình luận của Facebook Anh Kiệt đã nhận được hàng trăm lượt thích. Giá trị món quà thực sự là bao nhiêu? Câu hỏi cũng được đặt ra. Nhận xong rồi trả lại có hợp lý không? Và tại sao bây giờ vị giám đốc này mới thông báo ý định trả lại? Đang là những câu hỏi chưa được trả lời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, CDC Bình Phước. Vụ trả lại quà tiếp nối vụ việc về vụ việc kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á đã gây rung động dư luận Việt Nam trong và ngoài nước từ đầu tháng 12 năm 2021. Theo đó, công ty Việt Á đã cho sản xuất bộ xét nghiệm COVID không đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng lại được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đạt tiêu chuẩn. Một sự lừa dối rõ ràng người dân cả nước. Bộ Y tế sau đó lại cho tiêu thụ rồi bộ xét nghiệm Việt Á tại 62 tỉnh thành trên cả nước. Mới đây vào hôm 2 tháng 1, truyền thông Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bình Phước, xác nhận CDC Bình Phước có thực hiện các hợp đồng mua bộ xét nghiệm của công ty Việt Á, hình thức mua chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi. Giám đốc CDC Bình Phước khẳng định không ăn chia hoa hồng với công ty Việt Á, nhưng cho hay rằng công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà cho ông vào hồi tháng 10 năm 2021. Sự việc này, ông đã báo cáo với tổ chức lãnh đạo các cấp sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng. Ông Sáu được truyền thông Việt Nam dẫn lời như vậy. Cũng theo tờ Thanh Niên hôm 3 tháng 1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước xác nhận chỉ mới nắm được thông tin về giám đốc CDC Bình Phước có nhận quà, chứ cụ thể ra sao thì đang đề nghị CDC báo cáo kết quả. Vào ngày 2 tháng 1, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã nhận được thông tin ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước nhận quà từ công ty Việt Á sau khi mua kit test cũng như thiết bị y tế từ doanh nghiệp này. Và câu hỏi dư luận đặt ra rằng phải chăng các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phát hiện rồi mới chịu trả? Nguyễn Tiến Tường đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng noi gương lãnh đạo Bình Phước tổ chức cho Giám đốc CDC trả quà của Việt Á. Để thêm phần minh bạch và kiên định lập trường, tỉnh lập hẳn ra một hội đồng trả quà. Đây là hình ảnh rất nhiều tờ báo đã đưa tin có vẻ hài hước và kỳ lạ rằng Bình Phước lập hội đồng ghi nhận việc giám đốc CDC trả lại quà. Còn Facebook Xuân Vinh thì bình luận như sau. Bọn quan chức này vui thật, hành xử như kiểu ăn cắp vặt ở chợ. Còn Trần Kim Hoan thì mỉa mai viết mải mê chống dịch nên quên, đó là bài học sâu sắc, hội đồng trả quà xin được nghiêm khắc, phê bình và rút kinh nghiệm. Bạn Tuấn Phan thì chia sẻ rằng, vụ nào này sao giống vụ Hoài Linh ở góc độ, người khác phát hiện thì mới chịu trả. Hoài Linh sau khi bị bà Hằng tố thì mới giải ngân tiền của Mạnh Thường Quân, đóng góp từ thiện cho người dân miền Trung bị lũ lụt từ những năm 2020. Ngâm tiền đóng góp từ thiện của mọi người 6 tháng trời. Còn giám đốc CDC Bình Phước thì sau khi cơ quan pháp luật vào cuộc mới tổ chức hội đồng để trả quà. Bạn Nguyễn Hữu Thông thì thắc mắc rằng sao giám đốc CDC Bình Phước lúc nhận quà 30 tỷ không gọi người đến kiểm tra và lập biên bản ngay lúc đó mà tới lúc bị điều tra nắm gáy mới lập hội đồng ghi nhận trả quà. Nguyễn Quý thì nói ăn vào tiêu hóa không được đành nôn ra, chờ đợi nó đều cáng quá. Bạn Đắc thì nói rằng quà trả được còn mạng người chết oan, đứa nào trả. Bạn Hoàng Vương thì chia sẻ rằng toát lên sự khốn nạn tột cùng của một chế độ. Tôi cầm đoàn 63 tỉnh thành, thằng nào cũng có hết. Bạn Quán Thanh Nguyễn thì nói rằng tôi đã trải qua 16 lần bị chọc mũi, giờ mới hiểu được cảm giác nỗi đau ăn trên xương máu đồng loại của lũ đầu trâu mặt ngựa, núp bóng doanh nghiệp, bọn lãnh đạo cấp cao trong nhà nước lúc nào cũng hô hào vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Đầu
và câu hỏi đặt ra là còn những ai chưa bị phát hiện. Nhà giáo Ngô Thứ viết trên trang Facebook cá nhân có đoạn ghi rằng trên mạng còn lùm xùm thông tin CDC Bình Phước mua bán vật tư y tế với công ty Việt Á theo chỉ đạo của một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Bạn Hoàng Hiệp thì nói rằng xin lỗi mấy anh quan chức trong hệ thống cả nón, dân ai cũng thấy rất rõ, hàng ngày, hàng giờ chỉ có mấy anh là cứ giả ngô, giả ngọng. Không nhận quà thì mấy ông lương từ thủ tướng trở xuống tháng được mấy đồng, mà cha nào cũng có nhà cửa, đất cát, vạn đô cả đống đến như vậy. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Cần phải điều tra làm rõ xem những cá nhân nào đã chỉ đạo CDC mua test giả của Việt Á. Đồng thời, khoản lợi nhuận phần trăm hoa hồng kia những ai đã được đút túi tại 62 trên tổng số 63 tỉnh thành lấy yêu cầu của Thành Công. Bạn Nguyễn Xuân thì viết rằng 62 tỉnh thành mua kit test của Việt Á trừ Bắc Giang có nơi nào như đất nước tôi không? Không điều tra nhanh nó lại hợp thức hóa hết chứng từ như kiểu mượn máy thôi, chữa xong cho bệnh nhân lại trả Việt Á. Thật nực cười. Lôi đầu thằng bằng được thằng cầm đầu ra, chùm cuối cùng của mạng lưới ngầm đang thao túng cả một hệ thống chân rết phục vụ cho những dục vọng đầy tội ác mà nhóm lợi ích này đã tạo ra. Bạn Hoàng Nguyễn Phục thì đề nghị như vậy. Nhưng cũng có những ý kiến không hy vọng nhiều với kết quả cuối cùng. Bạn Nga Trường thì nói rằng, e rằng bứt dây động rừng, e rằng nó giải tiền lót tay lót chân và nhiều người dính lắm nên không dám làm tới đâu, khua mõ cho vui, ra vẻ, lò sắp nóng đầy. Việc nhận tiền của đối tác, nhà cung cấp rồi sau đó trả lại có vẻ khá phổ biến đối với quan chức Việt Nam. Danh sách những người này đang ngày một dài thêm. Được biết vào hồi đầu tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Chí Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an của Việt Nam, một bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, đã nhận tội và xin nộp lại số tiền 5 tỷ đồng từng nhận từ ông Phan Văn Anh Vũ trước khi tòa tuyên án. Trước đó, vào tháng 12 năm 2019, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng xin nộp lại 66 tỷ đồng, tương đương với 3 triệu đô la mà ông bị cáo buộc là đã nhận hối lộ trong vụ án Mobile Phone, mua cổ phần của AVG và cũng trước khi tòa tuyên án. Vụ án này có liên quan đến Phạm Nhật Vũ, là em của ông Phạm Nhật Vượng. Đây là hình ảnh một số nhà bình luận cho rằng ông Nguyễn Bắc Son trả lại tiền để được thoát án tử hình. Về sự kiện trả lại quà, Giám đốc CDC Bình Phước, trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Linh đưa ra bình luận như sau. Đã tham lại hèn, dư chưa chẽn, bỏ của chạy lấy người mà yên hay sao? Thằng cha giám đốc CDC Bình Phước trả lại quà của Việt Á, thành khẩn ư? Tôi e là không. Tên này sợ đồng bọn trong trại giam đã khai nên phun ra trước và con số đã được làm đẹp để mong chối tội. Trước đó các cơ quan biên phòng, tài chính, hải quan, quản lý thị trường v.v. đã siết chặt các cửa vận chuyển tiền mặt, phá các nguồn rửa tiền, buộc bọn mafia như Việt Á và các quan chức phải giao dịch qua ngân hàng khi mà không thể huy động được lượng tiền mặt đủ lớn để đưa hối lộ. Thậm chí bọn chúng còn hối lộ bằng các sản phẩm là 20% kit test trong một phi vụ. Một vụ án thế kỷ có quy mô ở hai bộ và 60 tỉnh thành trong cả nước được một cỗ máy đủ lớn để nghiền nát nó. Các ông trùm giấu mặt, đầu tư, bảo kê cũng được xác định, vân vân. Vấn đề là từ lỗi trách nhiệm, làm trái mà chứng minh được nhận lỗi lộ thì sẽ có nhiều mức án rất cao. Bọn chúng khi đó còn tự do thì sẽ phải ve vãn, động viên nhau, nhưng đã có dấu hiệu khai qua khai lại để tự cứu lấy mình. Vấn đề chỉ còn là thời gian khi mà những cái mặt nạ đạo đức bị lột trần và ném vào lò nguyên con. Đây là hình ảnh hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm giờ. Báo Tuyên giáo thì nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm của Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là những thông tin dối trá với tiếp tay cho Việt Á để thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa lúc người dân khắp cả nước đang đói khổ. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Minh Tâm, cựu giảng viên Đại học Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định như sau. Việt Á một góc nhìn.
đây là tên vụ án có thể sẽ lọt có các đặc điểm như sau. Thứ nhất là vụ án xuyên dọc từ trên đỉnh xuống dưới. Thứ hai là vụ án bao trùm hầu hết các địa phương trong cả nước. Thứ ba là đối tượng điều tra gồm đủ các loại thành phần từ tri thức cho đến lao động, người làm công ăn lương. Số bị cáo sẽ đạt mức kỷ lục. Thứ tư là kịch bản tổ chức và hành động của những kẻ tội phạm được tính toán và thực hiện bằng các thủ đoạn tinh vi dưới lốt khoa học để đối phó với các tình huống hậu quả lường trước có thể xảy ra. Thứ năm là số người tham gia phá án sẽ đông kỷ lục và thời gian sẽ kéo dài. Thứ sáu, đây là một vụ án đòi hỏi tính quyết liệt, gian khổ, kiên trì với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao nhất của những người được giao nhiệm vụ phá án. Thứ bảy là phải phá được án này là niềm mong đợi của toàn thể nhân dân vì nó không chỉ là tội phạm thuần túy mà còn là một tội ác xảy ra trong đại dịch khiến mấy chục ngàn người tử vong. Thứ tám là vụ án này sẽ là thước đo hiệu quả đích thực của công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chỉ đạo của ông Tổng Tư lệnh trong thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ chín và cuối cùng là vụ án này là nỗi đau lớn trong lòng những người có lương tâm về sự suy thoái trầm trọng của đạo đức xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin khi nào quan hệ Việt Trung sẽ đi vào rốn bão. Họa hay phúc trong giàu bang với Trung Hoa vĩ đại phải đâu chỉ mới xuất hiện trong một tháng hay một năm nay. Tác giả Trần Đông A đã có bài phân tích về mối quan hệ giữa Việt Trung trên trang đó Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2021 đã có đến hơn 6.300 xe hàng hóa, nông sản chủ yếu là hoa quả Việt Nam ùn tắc tại các cửa khẩu xuất sang Trung Quốc. Hàng đoàn xe đã phải quay lại để bán giải cứu trong nội địa tràn ngập hoa quả với các sản phẩm giá cực rẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn xe tải Việt Nam chở nông sản bị ùn ứ nhiều tuần nay ở biên giới Trung Quốc vì phía Trung Quốc đã thay đổi chính sách thông quan. Còn nhớ, ngày Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thăm đáp lễ người đồng cấp Vương Nghị ngày 2 tháng 12, giới phân tích đã sớm hồi hộp lâu rằng bang rào Việt Trung dường như đang vào hồi im lặng trước cơn bão. Họa phúc đâu phải một buổi. Lúc bấy giờ, những lời đoán giả, đoán non đã được đưa ra. Trung Quốc sẽ làm gì để dằn mặt Việt Nam khi mà năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, vẫn biệt tâm một chuyến chiều cống sang Bắc Kinh của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Trong cả năm 2021 này, ngoại giao cấp cao Việt Nam có sự phát triển vượt bậc cả về cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các chuyến công du nước ngoài không chỉ liên quan đến các diễn đàn đa phương mà còn với tất cả các đối tác và bạn bè truyền thống từ Nga, Cuba, Lào và Campuchia đến khối phương Tây, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước lứa khác như Ấn Độ, v.v. Trong khi đó, quan hệ 16 chữ vàng và 4 tốt hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức còn lớn hơn việc tắc nghẽn 6.300 xe chở hoa quả tươi sắp phải bán tống bán tháo hoặc đổ đi trong nội địa để vớt vát chút tiền xăng, dầu ở Việt Nam. Nếu có một chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và trước Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì thượng đỉnh lần này phải cương quyết ít nhất một vấn đề then chốt mới giao bang song phương. Trước hết là quan trọng nhất, Việt Nam phải cam kết có hưởng ứng chủ trương lớn của Trung Quốc rằng hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần xây dựng nhận thức chung về tư tưởng, củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược, đặc biệt là phải xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển, nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thành quan hệ cộng đồng chung vận mệnh Việt Nam-Trung Quốc. Đây là hình ảnh xe container chở thanh long ruột đỏ bán giá rẻ trên vỉa hè Hà Nội vì hàng không thể xuất qua Trung Quốc. Chưa rõ, bài viết có tựa đề xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Việt-Trung trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chỉ là sự tái khẳng định một khuyến nghị chính sách hay đó là một tối hậu thư cho triển vọng quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Chỉ biết những kiến giải trong bài viết tràng giang đại hải ấy khiến những ai quan tâm tới những biến động phức tạp trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc không khỏi băn khoăn. Tân Hoa Xã vào hôm 24 tháng 5 năm 2021 đã dẫn tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc,
cho biết Trung Quốc sẵn sàng có những nỗ lực tích cực với Việt Nam để xây dựng hai nước thành một cộng đồng cùng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Đề nghị nói trên của ông Tập có vẻ chưa được phía Việt Nam đáp ứng ngay. Cũng theo Tân Hoa Xã, những ông Tập gửi lời thăm hỏi ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi với các thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời khẳng định Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Nghĩa là cả ông Nguyễn Phú Trọng lẫn ông Nguyễn Xuân Phúc đều không tỏ dấu hiệu gì hưởng ứng lời đề nghị của ông Tập Cận Bình cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho dù sau đó ông Tập còn lưu ý cần phải có định hướng đúng đắn cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cũng hoan nghênh việc ban lãnh đạo mới của Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Trung Quốc và bị động hay chưa có chính sách. Ngay khi có thông tin Trung Quốc tạm đóng các cửa khẩu, không chỉ hàng ngàn xe nông sản đã bị giam, mà ngay cả tại các địa phương, các mặt hàng trái cây tươi, nông sản xuất khẩu cũng lập tức rớt giá không phanh. Cả doanh nghiệp, thương lái và nông dân đều rất thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Vì ngoài chính sách nói không với dịch COVID-19, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Trung Quốc sẽ áp dụng một số chính sách mới khắt khe với hàng loạt quy định mới về các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ các nước. Trong đó, nội dung quan trọng là Trung Quốc sẽ không khuyến khích nhập khẩu theo đường tiểu ngạch nữa. Và rủi ro xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, sự cần thiết phải chuyển đổi sang đường chính ngạch đã được đặt ra rất nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thực sự được cả thương lái lẫn doanh nghiệp quan tâm và chủ động trong việc chuyển hướng. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh tại Hà Nội cho biết, ước tính ban đầu cho thấy việc Trung Quốc kiểm soát biên giới trong vài tuần qua đã khiến thương mại Việt Nam thiệt hại khoảng 174 triệu đô la. Việt Nam đã xuất khẩu nông sản và thủy sản sang Trung Quốc trị giá 8,1 tỷ đô la vào năm 2020, với nhập khẩu theo chiều ngược lại chủ yếu là máy móc và các sản phẩm điện tử trị giá 43,3 tỷ đô la, gấp rất nhiều lần. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên phải điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 16 tháng 4. Tiến sĩ Hoàng Hợp, một thành viên cấp cao của Viện ISIS của Singapore cho biết, Hà Nội phải yêu cầu các bên liên quan và các nhà sản xuất khẩu làm việc về dịch vụ hậu cần thay thế. Vì hiện tại, nhiều xe tải bị mắc kẹt đang chở hàng đến Thái Lan qua tuyến Trung Quốc để tăng tốc xuất khẩu nhằm cứu chuỗi cung ứng của mình. Ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội nói rằng ông không thể báo trước dịp nghỉ Tết tới, cảng của Trung Quốc sẽ nghỉ 15 hay 60 ngày. Trong khi đó, đài báo Trung Quốc không nói gì nhiều về chuyện hàng Việt Nam bị ách tắc ở biên giới phía Việt Nam. Nhưng truyền thông Trung Quốc lại đưa tin vui về việc thông tuyến tàu liên vận mới từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tân Hoa Xã cho biết vào ngày 9 tháng 12, chuyến tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Việt lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chở 1.200 tấn sản phẩm hóa chất của công ty hóa chất xuất sang Việt Nam bằng đường sắt Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam. Và dư luận cho rằng Trung Quốc đang chơi trò củ cà rốt và cây gậy với Việt Nam. Trung Quốc không chỉ chơi khó với một mình Việt Nam, là các chính sách kinh tế cưỡng chế của Trung Quốc đã trở thành nội dung trung tâm tại cuộc hội nghị G7 vào cuối tuần trước, một thời gian đầy biến cố, chứng kiến Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ủng hộ Bắc Kinh và Trung Quốc tăng cường trả đũa Litauen sau khi quốc gia vùng Baltic này đã cho phép mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius vào tháng trước. Đây là hình ảnh Trung Quốc mở lại đại sứ quán ở Nicaragua vào hôm 31 tháng 12, vài tuần sau khi quốc gia Trung Mỹ này cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Evan Ellis, giáo sư Đại học Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ cho rằng việc Nicaragua chuyển từ Đài Loan sang Trung Quốc là do hiệu quả của chính sách ngoại giao vaccine của Bắc Kinh. Điều này tăng thêm tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Mỹ Latin, trong khi nhu cầu tài chính của các chính phủ Trung Mỹ ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, vì các nước Trung Mỹ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tác động từ đại dịch COVID-19. Giáo sư Ellis nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Reuters rằng Trung Quốc khi theo đuổi các lợi ích kinh tế chiến lược của mình đang duy trì quyền lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc dân túy độc tài
dẫn đến một khu vực kém dân chủ hơn bao giờ hết. Nhưng củ cà rốt mà Bắc Kinh đưa ra cho các đối tác quốc tế sẽ chỉ là một khía cạnh trong chính sách đối ngoại của họ. Và các nước phương Tây ngày càng quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là cách Trung Quốc vũ khí hóa, thương mại và các công cụ thương mại khác để đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình. Chúng tôi đã nói rõ tại cuộc họp cuối tuần này rằng chúng tôi lo ngại về các chính sách kinh tế cưỡng bức của Trung Quốc. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã nói với báo chí tại Liverpool sau cuộc hội họp của các ngoại trưởng G7 vừa qua. Và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đang nằm trong gọng kìm của Trung Quốc.